là đài phát thanh Smart Zone, phát thanh từ VPS, sàn chứng khoán uy tín hàng đầu Việt Nam. Xin chào các nhà đầu tư, chúng ta lại gặp nhau trong số phát thanh mới từ văn phòng chứng khoán VPS. Tôi là Vi. Và tôi là Pi. Chúng tôi luôn có mặt để giải đáp và hỗ trợ các nhà đầu tư trên hành trình chinh phục thị trường chứng khoán. Thưa MCP, ở các bài học trước, nếu như các nhà đầu tư đã nắm được tầm quan trọng của việc xác định xu hướng trước khi vào lệnh, vậy ở bài học này, chúng ta cần lưu ý các nhà đầu tư điều gì? Vâng, thưa chị MCP, mặc dù xác định xu hướng trước khi vào lệnh là yếu tố tiên quyết, nhưng sau đó chúng ta vẫn cần đánh giá xem xu hướng đó tiếp tục có tiềm năng hay không, và để tránh rủi ro chịu lỗ nếu giá đảo chiều ngay sau khi chúng ta vào lệnh. Vì vậy, có một chỉ báo mà các nhà đầu tư cần tiếp cận để có thể áp dụng vào quá trình giao dịch, đó chính là chỉ báo RSI. Vâng, thưa anh Pi, vậy thì chúng ta hãy cùng các nhà đầu tư tìm hiểu khái niệm chỉ báo RSI trước khi giúp các nhà đầu tư cách nắm bắt và phân tích chúng. Được sáng tạo vào năm 1978 bởi nhà phân tích kỹ thuật G. Wallace Wilder, RSI là chỉ số đo sức mạnh tương đối có tác dụng so sánh tương quan giữa lực tăng với lực giảm của giá. Và cho đến nay, đây vẫn là một trong những công cụ phổ biến nhất trên thế giới để đo lường sự biến động của xu hướng giá. Trên một đồ thị, chỉ báo RSI thường được bố trí ở phía dưới bảng giá. Thông qua RSI, nhà đầu tư sẽ biết được bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế. Công thức của RSI cho phép công cụ này chỉ dao động trong phạm vi từ 0 tới 100. Khi RSI hướng lên, có nghĩa rằng bên mua đang chiếm ưu thế, và ngược lại, khi RSI hướng xuống, ưu thế thuộc về bên bán. Khi RSI lớn hơn 70, nó báo hiệu bên mua đã áp đảo trong thời gian đủ lâu và giờ đây đã tới lúc nhà đầu tư chốt lời. Đây là tín hiệu dự báo thị trường sẽ điều chỉnh hoặc thậm chí đảo chiều. Ở chiều ngược lại, khi RSI nhỏ hơn 30, nó báo hiệu thị trường đang quá bán và là tín hiệu dự báo các nhà đầu tư có vị thế short đang chuẩn bị rút lui và thị trường có thể điều chỉnh tăng. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng chỉ báo RSI như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất nhé. Thứ nhất, xác định xu hướng giá bán bằng cách kẻ đường xu hướng hoặc đường trung bình. Thứ hai, nếu đó là xu hướng giảm, hãy chờ RSI từ vùng quá mua giảm qua mức 70 để mở vị thế short. Sau đó, chốt lời khi RSI tiến xuống vùng quá bán. Thứ ba, nếu đó là xu hướng tăng, bạn chỉ cần làm ngược lại, chờ RSI từ vùng quá bán tăng qua mức 30 để mở vị thế long và chốt lời khi RSI tiến lên vùng quá mua. Ngoài ra, có một số điều nhà đầu tư cần ghi nhớ để có thể sử dụng RSI một cách hiệu quả. RSI mặc định thường được tổng hợp từ 14 nến gần nhất. Đó là vì sao bạn luôn nhìn thấy số 14 bên cạnh chỉ báo này trên đồ thị. RSI không phải là chỉ báo xác định xu hướng, mà RSI là công cụ đánh giá động lượng của xu hướng, giúp bạn đánh giá xu hướng đó có tiếp tục hay không. RSI nên được kết hợp với các công cụ khác để cho ra quyết định giao dịch hiệu quả nhất. Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về chỉ số RSI. Mong rằng các nhà đầu tư của chúng ta luôn sáng suốt trong quá trình đầu tư. Pi và Vi xin chúc các nhà đầu tư sinh lời như ý.